đề nghị các cô dạy. Dạy. Dạy nghe. Chuẩn bị ra nhà gỗ này dưới quanh kia nha. Trời ơi mưa quá, dậy đi bà con ơi. Uê, 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 uê. Không, tự nhiên là hồi nãy đang nắng ok mà mưa lớn dữ vậy ta. Lấy đồ này chuẩn bị nha, anh qua anh kêu Minh Tú dậy. Vậy thôi, tới giờ đi làm rồi. Bữa tụi anh tắm mưa rồi đã lắm. Chào mừng mọi người đến với trò chơi lớn cuối cùng tại nhà trọ Destiny mùa 2 này. Chúng ta sẽ chơi cá nhân, mỗi người sẽ đeo một cái băng đô. Nhiệm vụ của từng người chơi là phải đi tìm búa hơi. Có tổng cộng 4 cây búa được giấu rải rác trong khuôn viên nhà trọ, bắt đầu từ hồ cá coi đến cổng nhà ở phía trước. Ai tìm được búa hơi thì có quyền dùng búa hơi tấn công đối thủ, sao cho lấy được miếng dán logo chương trình. Người bị lấy miếng dán logo lập tức bị loại khỏi cuộc chơi. Ai là người tồn tại đến cuối cùng sẽ có lợi thế lớn cho trò chơi tiếp theo. À, lột logo trên đầu đúng không? À, quy định là chỉ dùng búa để gõ lấy cái logo thôi. À, gõ cho nó xúc ra hả chị? Miếng dán âm dương. Búa là dương. Này có sau logo nó có miếng âm đập dính ra, dính ra. 500 á đúng không? Từ đâu lấy cái búa gõ rồi lấy cái đầu ra chứ. Dính á. Và chúng ta chỉ có 4 búa thôi. 4 búa. 6 người chơi là bị giành búa đó. Rồi một tiếng nữa giật búa của người khác được không? Đúng rồi. Được luôn hả? Cái logo chỉ được lấy. Rồi tôi không làm đi tìm, cứ ai tìm được tôi giật búa. Cái logo chỉ. Nhưng mà đàn lớn mà anh chơi gì kỳ quá. Lấy logo rồi mình giật búa đi không? Là đàn ông chưa? Cái logo nằm đâu? Đàn ông thiệt chưa? Cái logo mình sẽ có đeo băng đô logo ở phía sau đầu. Rồi, mời đeo băng đô. Sẵn sàng chưa? Rồi đi tìm búa thôi. Búa nằm khu vực nào? Nằm từ hồ cá trở ra thôi, mình không chơi ngược vô nha. Hồ cá đây đúng không ạ? Ủa lại có flycam nữa hả? Mọi người đi trước nha. Flycam ở đây ok lắm. Sức khỏe là trên hết. Chơi còn về với gia đình nha. Chơi còn về với gia đình. Trời ơi. Cái búa đó đang sao ta? Một người chỉ được lấy một búa thôi đúng không? Đúng vậy. Không thể. Anh ăn búa thôi không anh? Chú hả? Hay mình hỏi cho nhanh không? Con muốn làm sao con làm? Sao có cái búa mà giấu kỹ thế ạ? À? Búa ơi! Ở đâu vậy búa ơi? Không thần búa. Búa ơi! Sao có cái búa mà giấu kỹ thế ạ? À? Búa ơi! Ở đâu vậy búa ơi? Không thần búa. Búa ơi! Búa đâu đấy? Nope. Tiên, em thấy trước mà. Kệ em chứ. Anh chứ, để cho em lấy á. Thôi, giờ em kiếm cách cho em lấy được nè. Leo nha. Thôi, leo đi em. Quá mệt mỏi rồi. Cái dép chọi lên phát, cái dép chọi lên là rớt xuống hàng. Em không lên hả? Vậy anh lên à. Leo nha. Quá mệt mỏi rồi. Ủa sao mọi người kiếm búa đâu dễ dàng quá vậy? Em cũng không biết. Được. Bây giờ sao? Em có nhả giết trắng cho chị không? Con kia. Ui. Em chắc chưa? Thôi thôi đừng. Cầm cái búa mà sao? Kệ ba cây gì còn một cây đâu. Kệ
trời. Anh từ sáng đến giờ anh ăn hiếp chị Lan. Anh từ sáng đến giờ ăn hiếp chị Lan. Anh ăn hiếp chị Lan. Phát là quăng cái búa chị. Phát là anh ăn hiếp chị Lan. Ê anh ăn hiếp chị Lan. Dạ con có búa. Từ sáng đến giờ ăn hiếp anh ơi chị Lan. Anh quăng cái búa rồi. Ông cầm hai cây luôn rồi. Ông quăng ra trả anh cái búa. Anh đè mày anh bắt mày luôn bây giờ. Anh ăn hiếp chị Lan. Ê ê ê ê. Trời ơi. Em được rồi. Em được rồi bây giờ. Cứu anh. Cứu anh lên. Chết em đi ăn đồ mát rồi. Ê. Anh đúng. Anh đúng rồi, em đúng rồi, cứu chị em ơi. Sợ lắm. Nằm xuống. Anh ơi, để thở ra anh ơi, đang chơi. Ơi. Đúng rồi. Đâu rồi? Anh ơi. Đây. Con gái chơi lợi thế quá. Chơi lấy tóc chết cho. Giờ mình phải chơi chiến thuật mới được. Phát thua mệt hả? Rồi, chú Giang mệt rồi. Thôi bây giờ nắm đầu Phát lên lấy con Phát trước đi. Thôi tha cho em đi, từ sáng giờ. Tốt mà. Để em trước. Tốt. Tốt. Kìa em. Ủa chú Dư Linh đang nghỉ chơi sao hả? Thôi. Không, từ từ. Cái đầu em xả khó lấy lắm. Lấy Phát đi anh ơi. Anh lên thì đừng xoay thiệt em. Nhanh đem tiền ơi. Trời ơi. Tôi lấy được của Linh Khang rồi. Linh Khang bị loại. Hồi nãy em bị đưa vô tình huống tình thế. Rồi, thôi. Thôi 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 thôi. Trời ơi. Bây giờ hai người đàn ông, hai người đàn ông cao to lực lượng à, không một người thôi. Làm sao con để thua chú được. Đây là danh dự của con, ba má con sẽ thua. Sẽ xem cái số này. Có thể con nói chuyện không vui nhưng mà con phải chơi hết mình hết nha. Chơi. Chạy đi đâu. Nằm. Ê đây đúng rồi đúng rồi. Con đây đi con. Nông Vinh. Nông Vinh nè. Ai chơi trò gì vậy? Trò Vinh. Kết quả không được công nhận vì Tam Triệu Dân dùng tay bóc logo. Anh Giang Tam Triệu dùng tay à. Anh Giang mình có. Tam Triệu Dân dùng tay, đúng không? Camera nói đi đây. Leo leo leo. Nhưng mà giờ cái này không ăn sao, tính sao? Đâu, sao không ăn? Đâu được rồi. Bây giờ con... Sao con ngây ngô quá vậy? Chúng ta hãy quyết sống chết ở đây. Sao có nhỏ hay không đây nữa? Đi ra. Chỗ này, chờ 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 chỗ này chờ 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 chờ. Thấy chưa, sớm muộn gì. Chú ơi, trả đây cho người ta. Thấy không? Tiểu phẩm, tiểu phẩm. Không tháo được cái này. Sự trong sạch của tôi. Hả? Anh này sao anh hay tham gia vô. Đè xuống đi Tuyên ơi, đè đi Tuyên. Tham gia vô. Em nên khiêu chiến với anh à? Bây giờ hai... Ê! Em hai chơi một nè, chơi không?
Rồi xoay cái đầu nó lại. Không, để đây nè, chị định. Rồi ok. Trời ơi, vậy là tôi nhẹ ký rồi. Rồi bây giờ hai đấu một nè, chứ em đấu một mình không có lại đâu. Rồi, ok. Rồi, đấu luôn. Chết rồi. Thần Tho à. Ê, nhậm vô thôi. Đây nè, đang vô, đang nhắc. Em hèn quá. Ok, để em tới. Chạy không à? Em không có đấu chị được đâu. Em hai người đấu một người đi. Đấu một người hồi chị cũng giết em à. Chị cho, chị sẽ cho em giết chị. Ok, chị nói nha, chị hứa chiếc camera đi. Ừ. Chú, không phải gì nhưng có mà có nhẹ trong này hả? Nhưng mà qua giờ con chơi game, hứa thắng. Đè được giết được hai người. Qua giờ chơi game, hứa thắng. Con thấy nào con cũng bị giết lại à. Chẳng là con chết với tay chú là con hãnh diện hơn. Không, chết với tay là hãnh diện em. Hãnh diện. Không có thể thua anh em như không hiểu. Chú nhường con luôn. Đi, dứt luôn. Dứt luôn. Chơi. Vô, vô. Đàn ông quá anh ơi. Rất buồn luôn anh. Trời ơi, sao gì vậy? Chị phải được cái móng kia đâu. Mình qua hỗ trợ đi, mình qua hỗ trợ. Cứu tôi. Chủ ơi, bây giờ để con bóng, để con bóng. Tiền kết thúc đi, kết thúc đi. Chị ơi, cái đội này chơi hết rồi. Xin người hãy đừng vui nghe xuân. Mùa sau là đổi thành nhà trọ âm dương nha. Chị phải là người bị mùa ba là đổi tên nha. Chủ ơi. Con chịu thôi chưa? Thôi ok, con hiểu số phận con rồi. Chị ơi, bây giờ đổi thế rồi chị ơi. Chị, tình thế thay đổi rồi. Ê! Bà này bà hát đường nào bà không chơi hết trơn. Ơi, thật đấy. Bà này hát gió chị gì phải nào? Là người bị giết đầu tiên. Không cho lối thoát luôn. Đáng đề anh mà. Đúng rồi. Superwoman là đây. Chị đầu hàng luôn đi. Mọi người nghĩ là một cô gái nhỏ bé không chiến lại với lại anh đi cá sao? Ủa là con quyết định con chiến luôn hả? Người nói với em rằng anh này đã không còn yêu em như ngày xưa. Lời anh đã hứa. Chú có thật sự là chú của con không vậy? Con nên đầu hàng đi. Chưa? Chú nghĩ con nên đầu hàng ba đi. Ba sẵn sàng chưa? Chú sẵn sàng. Okay. Quỳ xuống đi con. Từ từ để em nói từ cuối với ba má em. Trời ơi. Ba má ơi, con chơi game show từ qua giờ là đoạn này là đoạn mà con thật sự tự hào. Con nghĩ ba má con chắc cũng tự hào về con. Thế em anh không ngờ là em lật lẹ đi con á. Đúng rồi, em chúng... em theo chủ nghĩa là thế thời thời thế thời đúng rồi, thế gì cập đó nhập tình hình. Rồi ok, giờ vô ha. Vô chú đếm cùng con đi. 1 2 3 vô. 1 2 3 1 2 3 vô. 1 2 3 Con bé này nó ngoan cái ghê luôn á. Chú khỏi thôi, cái gì bạo lực với con hết. Chú ơi, cái đầu cái não. Trời ơi nè. Rồi con ơi, qua đây nào ơi. Không sao cả, chiến đấu tới giờ phút này là vinh quang lắm rồi. Một cái chết êm ái như vậy thì cũng không có gì hết. Chơi có cái game không biết ăn được bao nhiêu tiền. Đó, chị nói từ là từ trong trắng này rửa sông Hoàng Hà cũng không hết. Nhảy xuống đây đi em. Không, cái đó cạn lắm. Với lại có đàn cá coi sẽ rửa sạch nỗi nhục cho em. Nếu có giờ bây giờ chị nói đợt sau làm mấy cái trò trí tuệ đi. Tại sao lại bắt chị đi chơi những người bạo lực này? Nhưng mà trí tuệ cái lòi ra cái ngu. Vậy thì cuối cùng em có gì trong showbiz này? Không có gì hết. Qua đây nào ơi. Thắng chưa mà kêu qua? Thắng rồi. Trời ơi. Thắng chưa? Thôi anh Vi Cá ơi, em thấy là em nể anh lắm nhưng mà sao trận này anh chơi dơ quá. Khoan, ủa ai đây? Dơ là dơ làm sao? Chơi có một cái game thôi, sự trong trắng của tôi góp từ ở trong kia ra tới đây. Sự trong trắng đàn bà tôi giữ 32 năm trắng. Em có nhớ những cái cú trắng của em không? Nhưng mà em trứng, em chưa nhớ đâu, em mới trứng những cái phun, những cái cú chuẩn bị phun nước bọt cái gì nữa. Nó cũng nhớ không kém. Tôi đồng cảm với lại Minh Tú, siêu mẫu Minh Tú. Giật nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Bao nhiêu người thấy, bao nhiêu cái thế như này. Bây giờ là Quách Tuyên là chiến thắng có quyền lựa chọn người để chung đội với mình để chơi trận tiếp theo.
Thôi khỏi luôn. Bây giờ không biết chơi với ai. Không ai muốn chơi với anh. Chọn con bé cũ nữa. Rồi. Không, cũng chơi. Nói đi, không có chơi. Không. Cuối cùng nó vẫn về đội anh là nó chấp nhận. Rồi, chào chơi tiếp theo. Trò chơi thứ hai mang tên là bong bóng xà phòng. Ba đội chơi cùng lúc, mỗi thành viên sẽ được trang bị một cái bong bóng gắn sau lưng và một bịt mắt. Tất cả người chơi phải bịt mắt và tiến vào sàn đấu xà phòng. Nhiệm vụ của từng đội chơi là phải bóp bể bong bóng của đối thủ. Thành viên nào bị bóp bóng bể trước thì mở bịt mắt và ra ngoài sàn đấu hướng dẫn cho đồng đội của mình. Đội nào còn thành viên sở hữu bóng nguyên vẹn đến cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Tức là ai bị bóp là lập tức bị loại. Là em làm sao để mình giữ được con bóng của mình là được đúng không? Em vừa phải bảo vệ bóng mà vừa phải bảo vệ cơ thể mà còn gì nữa đâu mà giữ. Dạ tất cả đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Em sao em thấy đồng đội em yếu quá vào khán đài. Ủa lỡ đồng đội mình mắc bóp nhau làm sao? Thì đó. Mình có cái miệng mà mình đâu có bị bịt miệng. Vẫn được nói, ok. Dạ đúng rồi, vẫn được nói ạ. Rồi xin mời mọi người bịt mắt ạ. Bịt mắt kìa. Kiểm tra nhà mấy đứa rạng vàng lắm. Dạ. Bác La ơi, mình bịt mắt đi ạ. Chú còn la lên nha. Phát ok chưa? Rồi sao mày? Mày ngon. Mày ngon. Em có biết đâu. Rồi. Phát la cho hỏi là anh Củ Dền đang đứng ở góc nào ạ? Sao mà biết? Sao tiện hỏi tôi? Cô chơi tôi hả? Rồi xin mời xà bông lên ạ. Trời ơi thôi em quỳ. Thôi. Ủa chưa trơn mà. Đâu có trơn gì đâu. Cái này bình thường. Cái này mà trơn gì? Thôi trơn nha, trơn nha. Cái này mà trơn gì? Thôi trơn nha, trơn nha. Ba. Mình phải bảo vệ được bóng. Ủa cái gì lẹ vậy? Cái gì đó? Chơi tẻ ra đi con, tẻ ra đi con. Ủa cái gì lẹ vậy? Cái gì đó? Ai lỗi vậy? Ai vậy? Xin ca ao. Xin mời đứa ra khán đài hướng dẫn cho đồng đội mình ạ. Bò đi, bò đi. Chị Tú chị cũng bò mà phải không? Chị Tú phải không chị? Chị bò đúng không? Triệu Dân lại. Đâu rồi cái bong bóng đâu mà thiếu rồi? Đâu rồi cái bong bóng đâu mà thiếu rồi? Rồi mình chết rồi. Tiến thẳng lên, tiến thẳng. Mình tiến thẳng luôn, rồi. Thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn. Triệu Dân. Mới bóp được có ai vậy? Triệu Dân lại. Gì vậy? Tiến thẳng luôn, thẳng luôn. Chú mới bóp được con ai vậy? Ủa? Chị vậy? Em chó rồi. Chú Tuyên, chị Thái. Chú Tuyên, chị Tuyên, cái bình, cái bình chú. Phát ra, phát ra, chú ơi. Chú ơi. Những gì nãy giờ? Chú ơi, nè, nè xuống. Phát ra đó chú. Chạy phát, chạy đi. Từ từ. Chạy đi phát ơi. Từ từ. Ủa, bông bóng phát đâu rồi? Ở trong sân á, trong sân, hai cái luôn. Sao đó? Đây, đây, anh. Ờ, thầy. Đúng rồi, chị Thái. Ai bóng chân, chị Thương, ai bóng chân. Sao? Bên phải, bên phải. Bể rồi. Ai bể vậy? Quán đầu tiên tự bóp chính mình loạn. Ủa? Phát là chiến thắng. Ủa? Hung 3 năm. Dạy cái gì? Dạy một đời. Phần thưởng thuộc về Phát La. Combo. Thường là combo là sẽ có 3 trong 1 là một cái cục sạc. Một cái loa màu đỏ. Đã rồi hả? Và một cái pin. Nhưng ngày hôm nay cái pin chị Phạm đã đổi qua một cái khác mới ra lò luôn. Wow. Đó chính là iPhone 15 Pro Max. Yeah. Dễ dàng vậy. Đây, xin mời, lấy. Ôi, cái gì vậy? Anh ơi, cá là tao đúng không? Sao là sao? Đây, bỏ không để cái đầu á. Nó lò theo quá đó. Nó lò theo mày đó. Thật ra là hồi nãy có chết lại rồi. Bóng bóng đó là tiền bóp của Phát chứ không phải là tiền tự bóp của mình. Sao mọi người làm vậy với tôi? Tôi chưa đủ khổ sao? Mình. Bây giờ em tự giác xuống cho khỏi bị bể đầu á. Mình. Hai. Chú nhạc tôi. Trời ơi, con bé đồng đội của tôi. Ê. Trời ơi. Sao vậy? Chết cha sà bông, chết cá, sà bông nói rồi, cá coi mà. Chết cá, Phát ơi, lên Phát ơi. Chết cá, Phát ơi. Chết cá, Phát ơi, lên đây.
Lỡ chơi lầy rồi lầy luôn hả Phan? Các con ơi, chết cá quanh lên đi. Tới đây đi các con ơi. Quên Phan, trời trời, sao mình chơi ngu. Bao nhiêu tiền cá với? Ủa các con chiên ngang đường không ta? Trời ơi là trời. Nè, ở đây, để cô tắm cho tụi con ăn. Bông bông bè. Phát ơi. Hoa kiều anh mới kia. Trời chết cá quá trời. Có người chỉ đi cá trê quá. Trời ơi. Đó coi là trời. Trời chim xuồng luôn kìa. Mai thấy gian gọi họ hiểu rồi đó. Phát ơi, mày hại tao rồi. Hồi nãy em đã nói trước thì thấy rồi anh. Trời, nãy Phát cái của tôi ngủ xệ luôn á. Ê, xả nước đi. Tháo micro, tháo micro. Bây giờ chúng ta sẽ tắm rửa, sau đó sẽ tiễn khách. Còn tôi với Bách Đầu Tiên và Linh Ca ở lại. Thôi Tâm Triều Dân thấy vui ở lại luôn á. Trời đất ơi. Thôi xả nước ở đâu ta? Đây. Em rửa rồi, em không có bị ướt, em vô em. Đi tắm đi cưng. Đúng rồi, mình đi tắm cho chú, không còn game nào nữa đâu đúng không? Ờ. Làm sao dài mãi được cây tình yêu. Chẳng đến vào ngày đầy nắng, mang theo mình nụ cười say đắm. Làm sao dài mãi được cây tình yêu. Một hai ngày dài trôi mãi, tuần qua rồi chờ anh cưới. Thứ hai anh có dành không, thứ ba anh có bận không. Em nhanh hết ba ngày sau. Yeah. Oh. Lúc nãy anh chơi anh nhiệt tình quá, anh cũng thấy cái sai của anh rồi. À, hay quá anh ơi. Coi như là cho anh cơ hội để anh chuộc lỗi nha. Mì tôm hả anh? Mì tôm, có lạp sữa ngày nữa. Đừng buồn anh nha, chẳng qua anh muốn không cho nó vui chương trình không, thôi chẳng hả? Buồn. Này là rau muống non mới hái nè. Vô, ăn đi rồi về. Nè, làm đũa. Có bà Vi. Cảm ơn anh. Người Việt mình nó nói tiếng Hàn hoài anh. Này giống hồi xưa mà hồi nhỏ mình đi chơi ở ngoài mất nhem mất nhịp, chơi xà bông đồ, thì mưa tắm mưa rồi xong về cái má nấu cho ăn gì nè. Tuổi thơ ùa về liền hả? Đúng rồi. Rồi hả, trái ớt ăn. Nhiều gian. Machisto. Là gì vậy? Mới nói người ta xong luôn á. Trời nướng machisto. Trời nướng, tôi ngon quá. Tôi ngon quá. Thôi chứ Việt là con còn không biết chính tả nè mày đặt. Sita. Má ập sò. Má ập sò là gì? Lớp học ngoại ngữ hả? Có lớp học ngoại ngữ hả? Hôm chơi xong ăn gì mới đã ha. Đúng ngon luôn. Em không biết khách mời tối nay là được ăn gì nha. Nhưng mà thấy sáng giờ là bánh mì, xong rồi là mì. Thì thấy bữa tối lắm rồi ạ. Nghe nói là tao chiều nay ăn lẩu. Ở lại hả? Lẩu mà, thích ăn lẩu. Em thích ăn lẩu. Thích lẩu gì nhất? Lẩu thái. Lẩu ăn lẩu. Bữa nào qua quán anh? Ở đâu nữa? Lẩu bò, lẩu gà. Tuyệt vời luôn. Ủa? Quán sushi. Ủa, quán sushi sao bán lẩu bò, lẩu gà? Quán tên sushi. Xào quá. Lẩu anh đi cá. Quán tên sushi mà bán lẩu bẩu nữa. Hôm nào ghé quán được. Anh. Hôm nào ghé quán anh nha. Có quán hả? Quán lẩu chai. Có thiệt không? Có. Quận 2. Giỏi quá trời, kinh doanh dữ vậy trời. Lẩu chai nha. Ghé quán anh Giang nữa. Nghe nữa. Có lẩu lồng lẩu cơm. Ghé anh Giang vô chào anh tiếng thôi rồi đi qua quán anh. Không quá. Số ngày hôm nay là sáng ăn bánh mì, chiều ăn mì gói. Biết tại sao là số cuối cùng chưa? Hết kinh tí. Có ăn miếng nữa đẹp. Miếng nó sang hơn một tí rồi. Chưa bao giờ ăn gói mì nó ngon vậy. Hoặc là mì mới chơi xong mình mệt. Phải, ăn với những người thân thương ngon. Thân thương chơi chứ không thấy chửi không à. Anh Giang á là kiểu là kiểu truyền thống á. Thương là cho roi cho vọt. Đúng rồi. Mà chưa bao giờ thấy anh đánh con ảnh. Anh đánh đàn em. Nhìn vậy thôi chứ sao lượng bán chú lắm á. Giờ nó bán cũng hồi chú. Từ đầu mùa đến giờ xin miếng đất qua rồi chứ cho. Ôi vậy mà mẫu anh trai. Mùa Phật. Trời ơi Phan ơi. Chứ em tưởng. Trời Minh Tú ăn hết luôn kìa. Hay quá chị ơi. Ủa tôi không còn gì luôn nha. Đu đủ chín quá trời xong hái rồi bỏ uổng thời gian. À, ăn hái. Hái làm đâu ăn nó. Để cho đẹp. Thì tối con xin hai quả đi mang về. Con muốn chín mềm hay là chín cứng? Con muốn chín cứng á. Ok. À tí nữa cũng xin đất nha. Về chân cúng. Ờ, lấy hát chơi to á. Ừ. Còn quả gì nữa không ạ? Có bận đâu. Còn quả lựu đạn trong phòng chứ. Lấy không? Vô lấy cho. Dạ, tối nào cũng nghe pháp mà anh Giang. Anh Giang ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiễn Minh Tú. Tiễn vòng hả? Ủa? Không muốn về. Tiễn Minh Tú, tiễn Tâm Triều Dân với lại Phát La về thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Ừ. Về với gia đình. Còn ba anh em mình ở lại. Phải về vì dòng tiền. Ủa giờ mới để ý ta. Cơm áo gạo tiền. Ủa giờ mới thấy là Tâm Triều Dân tham gia hai số rồi hả? À.
Em tham gia có một số hôm nay à? Hôm qua là người khác. Hôm qua chú dựng xuống xe bôi đen đó mà. Xin ở lại. Hôm qua là không có em nha mọi người ơi. Vậy hả? Trả tiền mua số này đó. Đúng rồi. Sao chị? Để thôi không, không chị, mình đừng vậy, mình đã kiểu trước nãy tâm sự em nói vậy mà. Em kêu chị là nhường em đi để em lên sóng nhiều, em phải chi nhiều lắm mới vô được tập này. Ở từ hôm qua đến giờ, còn chị là được mời lên là từ sáng đến xế chiều là đuổi thôi. Thì ý là chị mặn mà hơn em, chị dạ ở đó. Chị sao bị Flycam chém mà sao điêu quá. Thì bởi vì điêu mới bị Flycam chém. Ủa nhưng mà cho con hỏi là sau khi mà tụi con đi về hết rồi thì ở lại mọi người chương trình gì vậy? Có mọi người sẽ chiêu với nhau bằng một cái nồi lẩu cá nấu lá giang. Mọi người nhậu với nhau, mọi người uống những cái ly kia về đó. Trời ơi, cá nấu lá giang với lại tôm tươi bằm chưa được ăn cái đó nữa. Chắc bé là xin ở lại luôn quá. Không không, phiền quá à. Trời ơi, cá mai ngon lắm. Chị bị kỵ với buổi tối á. Buổi tối kỵ ngoài quanh bằng nhậu á. Không, buổi sáng cũng vậy. Sẵn tiễn khách mình sẽ check in với đầu tiên luôn. Check in gì? Check in ở check ngoài cổng này gọi check out. Check in sáng hả? Dạ, check out. Anh ra check. Mọi người check rồi in anh vô. Mở cửa. Ủa vậy có mô thằng mặc lại bộ đồ sáng không? Không. Mình check bây giờ mà. Siêu mẫu mà không lo đẹp đi mà cứ lo bản miếng không à. Bây giờ tối giờ diễn đi kết quốc có bản miếng quăng ở trên sân khấu với mấy bạn như vậy luôn không? Không, chỉ là tối đi kết quốc là đang đi nè. Đã cho buộc, không cho người cho, ú sao vậy? Mắc cười chưa? Là em đỉnh luôn. Nhưng mà lúc không có mít chưa, lúc không có mít sao nữa. Đâu, chị làm vậy thôi. Chuyện gì nè? Cái ủi ô. Nên đây, cho mình đi tiếp. Cảm ơn anh Giang đã cảm ơn em, cảm ơn em tụi đã em tới chứ. Xuống đây chơi. Đường xa xôi kết trở phương trời ly biệt nhưng mà xuống. Hả, cái gì vậy? Ấy là đường xa xôi kết trở phương trời ly biệt mà em xuống đây chơi là vui rồi. Em đi 10 tiếng luôn mà. Về thôi mấy đứa ơi. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Đây. Bye bye. Hai người chiến thắng hai món quà từ Minh Tướng Mobile. Tành 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 tành. Điện thoại hả? Đúng vậy. Thầm ra mi ta. Cảm ơn anh Tuấn nhiều nha. Mình là kẻ thua cuộc. Trời quá giờ. Qua giờ là em nhìn chị ơi, chị ơi, siêu mẫu mình bớt lên 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 cái tự trọng của em nằm đâu rồi đó thôi lên tự nhiên trời được không vậy ta. Ờ quên là đừng có quên này lên đây anh lấy con to đi thôi em lấy đi anh còn tặng người yêu thôi lấy đi đây 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 chào mọi người chúng ta đã có những khoảng thời gian vui vẻ sao tới đoạn này dẫn dắt vậy ta. Ghi tên. Ủa xong rồi anh. Thủ tục nhanh lắm kìa. Quê nào? Chưa kịp tạo dáng nữa. Long An. Rồi tìm Long An đi. Long An nhìn Long đâu ở trên đây. Long An nằm đâu? Miền Tây ở đâu? Sao biết được nằm đâu ta? Bây giờ miền Tây là mình hoạch định nó vòng vòng. Đây nè là con khu này nè. Nó về đây rồi nè. Tự nhiên ít. Tự nhiên chết đi giống như có lỗi với gia đình. Chết đi có lỗi gia đình tôi trời. Trời nhìn khô. Tấm này. Nha. Tấm này là tấm xấu nhất từ rồi. Kệ. Một tấm một thôi. Không cho thấm thứ hai. Anh nên coi lại anh đi anh Tuyên. Mở lên kiểm chứng đi đã. Đúng rồi. Ủa Long An bự dữ vậy ta. Đúng rồi, đất mới lên á. Giờ giá lên dữ lắm á. Nhưng mà đang đứng đóng băng đồng đó đó. Em biết rồi, em diễn có hài luôn rồi Tú ơi. Đoàn Thiên Ân. Gì vậy? Phủ đằng Long An luôn hả? Đúng rồi. Đoàn Thiên Ân á. Là ở Long An. Đoàn Thiên Ân á. Đúng rồi, chung quê với anh á. Giờ muốn dán đâu dán đúng không? Dạ. Nhưng mà đừng có dán cái kiểu kỳ cục đi. Nha. Đừng có dán lên đầu, lên cổ người ta nha. Rồi, tiễn khách. Bye bye anh Giang. Ba lên cao ở lại chơi vui. Tuyên ở lại chơi vui. Ok, về mạnh khỏe. Đồng nguyên cái show. Hẹn gặp lại sau. Ủa Phát La đi gì vậy? Phát La đi xe. Vậy chở bé vậy nè. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Mọi người ở lại chơi vui. Anh Tuyên gán nha. Cố gắng hết sức. Miếng nữa nè. Dù là lâu rồi nhưng cũng cố gắng rèn luyện kỹ năng cho nó 10 phút còn lại nó vui mà. Em về nha. Làm như sáng giờ gánh rồi mày. Rồi xe này kia lên. Dạ rồi, thưa chú con về. Bye con. Bye bye anh Tiên, thank you anh hôm nay. Bye 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 baby. Bye. Chị mình khỏe, gặp lại sau nha. Mong lần sau chị em mình quăng được miếng. Bye bye chú. À mai mốt làm phim có vai nào hợp anh hút chơi dạ. Anh. Ok, hai đứa luôn. Chào mọi dạ. Người, mấy cảm ơn mấy anh bye em bye. Nha. Thôi lại lên xe đi. Đi đi, bye bye. Ui. Bye nha. Quá đáng lắm luôn á, quá đáng lắm. Mấy anh ơi, nhớ dựng cái đoạn hôm nay cho mấy em nha. Dựng ngày hôm nay đó giùm em. Còn nghe á, đừng có mẹ không quay đâu đây. Anh ơi, chạy chạy giùm em. Rồi. Vô. Làm gì nữa? Vô nhà. Làm gì vậy?
Vô nghỉ ngơi. Trời ơi. Vô thôi. Mấy bạn kia làm gì có được cảm giác này. Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai món là mực cơm mực nắng và lẩu cá mai lá giang. Cá mai là công sức của Phát Lai với Hải Đăng. Tét cái nắp đi anh ơi. Một mình nấu luôn đó hả? Ừ. Gì đó mà. Sao không thu hí em phụ một tay một chân gì hết vậy? Thôi có gì đâu mà. Có cái gì nữa, tôm khô hả gì vậy? Tôm tươi, tôm lột á. Nấu cho nó ngọt nước. À. Cái đó là sườn non. Nấu chung với tôm lột. Trời ơi, đã lắm con ơi. Ngon hơn người yêu cũ luôn con. Người yêu cũ con không biết có ngon hay không. Mà con nhìn thấy nồi lẩu này hấp dẫn hơn rồi đó. Đây là quả gì hả? Đây là củ khoai mì con, chứ không phải quả gì cả. Đấy. Củ mì mình nướng thôi á con à. Đây, mình sẽ lấy uống bia. Con uống này rosé không? Vâng, con này, uống. Này ok lắm. Để con thử. Tiên thì chắc này đi, cái này vừa đi nè. Rosé. Bill nè. Còn tôi là Pale Ale. Cái gì? Pale Ale. Này bia của X-West đó tôi, ngon. Bia ạ? Là rất nhiều loại bia luôn á. À, nhiều loại bia lắm. Uống màu hồng luôn. Ở rosé mà. Người ta dùng cái gọi là cái nguyên liệu là gấp 10 lần bia công nghiệp á. Được không? Kính hai chú. Nó khùng rồi. Không biết là con uống được không? Cái đó nó ngon lắm, nó như cocktail vậy đó. Nó thơm thơm, nó không bị gắt như bia. Đợt lên Đà Lạt cũng uống kiểu này nè. À. Uống mười mấy lon. Mấy dít hả? Mười mấy dít mà cũng mười mấy loại là gãy nào cũng hay luôn á. Ôi tập cuối con cứ tưởng là đến buổi tối hết kinh phí để ăn, nhưng hóa ra ăn linh đình luôn. Mọi người về con cứ vậy hoài. Sao á? Làm sao mà hết kinh phí được? Tính ra đâu tốn tiền đâu con, cả nhà lá vườn không mà. Rau này cũng ở vườn luôn đúng không chú? Vườn đúng rồi, này. Đúng rồi. Ừ. Còn một loại rau nữa mà làm biến hái quá là rau cải mầm á Tiên. À. Đây bây giờ mình sẽ. Ủa nướng hả? Nướng. Nướng bỏ lẩu chứ. Đã bảy cái này một năm. Nướng ba con ba. Ừ, cái đó phải canh nha, không ai nó mau khét lắm á. Tôi trở liền, tôi trở liền. Để con canh cho. Thôi con ngồi thôi. Con góp mặt là vui rồi con. Thôi mình đăng ký mùa tiếp theo mình chơi nữa luôn được không ta? Con cũng con. À, sao chú Giang bảo sao không gian nó đã quá. Không có mùa tiếp theo đâu. Chú Giang có mùa tiếp theo đâu. Chú phải cho bọn con mở đầu sau. Hai người tập cuối mùa cuối luôn á. Nói cho mình đâu biết trước được chuyện gì. Khi nào đến thì mình làm. Đây, mực. Có dĩa không? Có dĩa không? Đấy, bỏ chén nữa nè. Đó. Đây ạ. Mực chấm với cái tương này, tương ớt bắc đó tương nha. Kiểu thủ công kiểu hồi xưa á. Ớt cay cay. Mình ăn mực trước đi. Mực trước đi. Ừ, cho nó nóng. Chấm một miếng tương. Ồ, ngon. Ủa nhưng mà con này nó mềm mềm như này ạ? Mực chấm với tương ớt thì ngon lắm. Ủa, tương ớt ngon quá. Ờ, tương ớt ngon lắm. Lêu lêu. Đúng tương bắc của con luôn nè con. Hôm nay là đầu 8X ngồi dưới 2K. Đầu 2K. Hai thế hệ luôn á. Lớn hơn có 18 tuổi chứ mấy. Hơn chứ. Bạn 19. 19 tuổi. Con 2 lớp 2 đúng không? Con 2 lớp 2. Thì đó. Thân năm nay 21. Là 19 tuổi. 19 tuổi cũng. Là mình đẻ được luôn á. Đẻ được. Như sức đẻ. Bởi vì cây mình chú, cây tôi mình chú đúng rồi. Nhanh thật, mới đây mà đã 19 mới tập cuối cùng tập 20 rồi. Nhanh ghê, im trông nhanh ghê. Số này phát Tết luôn. Phim Tết là chiếu kênh hay là chiếu YouTube, chiếu trên kênh á. Chiếu trên kênh rồi. Mấy tập? 3 tập, năm nào cũng vậy, năm nào cũng làm 3 tập. Như là phim Vi Cá hay là phim với thằng Khờ? Phim khác, một cái idea khác. Riêng đi đúng rồi, làm riêng đi. Khờ làm 4 phần rồi, làm phần 5 nữa thành thằng khùng. Bữa nay nói chuyện với hai người già lớn tuổi con thông cảm nha. Không, con thích nghe, con thích mà nghe. Mà con đi diễn, con đi quay, con nói chuyện với các anh chị lớn, con có bị gọi là bị chênh lệch về hai thế hệ không? Dù con là người... con nghĩ là chênh lệch về hai thế hệ thì không, nhưng mà kiểu con vẫn sẽ hơi kiểu bị ngại, con không dám thoải mái để nói chuyện như hôm nay. Trời. À. Bữa nay mà con ngại nữa hả? Không, bữa nay con cảm thấy rất thoải mái. Bữa nay con nói chuyện là mọi người ngại luôn á. Không, tại vì khi mà con được mời chúng ta mời cái tập này được tham gia cái này, con rất vui, bởi vì là có nghĩa là con rất là muốn tham gia những cái chương trình thực tế. Nhưng mà bà này bà nói chuyện được chứ bộ. Ừ, bà này quá trời dễ thương nữa. Mọi người hiểu tính cách con hơn, con cũng
Nhưng mà nhiều lúc con cũng vẫn ngại. Tại vì con sợ rồi. Con ngại? Không, con sợ bị vô duyên đúng không? Dạ, dạ, dạ. Nó đi với người lạ đó, không dám thoát. Đi với anh em mình thân, biết hết trơn. Hôm nay là quá thoải mái rồi. Lúc mới đầu vô chú thấy con còn rụt rè. Lúc mà nướng, rồi nướng bánh mì rồi này nó. Không, chả treo vẫn còn. Con chặt người ta muốn xỉu luôn. Vẫn có nét rụt rè trong đó. Yêu quỷ nguyệt. Yêu ma quỷ nguyệt. Chứ không, bình thường con không làm nữa. Ủa mà bình thường đâu thấy có khoảng cách hai thế hệ đâu, gần 20 tuổi thấy không, cũng bình thường. Đó là do mình thấy là mình bình thường, tại vì thứ nhất là mình có kinh nghiệm mình lớn. Nhưng các bạn trẻ đâu phải bạn nào cũng dám thoát đâu. Đó là do một phần quan niệm của mình đó. Nhiều người cứ nghĩ mình lớn tuổi cái giữ khoảng cách với mấy đứa trẻ hả, không dám hòa đồng. Còn qua... thực ra là có khoảng cách đó. Tại vì mình nghĩ là không có nhưng mà thật sự nó có. Nó hiện hữu bằng gì? Bằng tuổi. Thiệt. Nó hiện hữu bằng tuổi và nó hiện hữu bằng cái giao diện á, mình già, cháu thì trẻ, nhiều khi cháu nó muốn thoát giống như bạn nó, cháu đâu dám. Rồi nhiều khi mình muốn thoát nó giống như bạn mình, đâu được. Ừ. Đúng không con? Nhưng mà hôm nay thoải mái, hết sức. Hôm nay là con quậy quá chứ thoải mái gì. Hôm nay là con già thêm 10 tuổi rồi đó. Con già ấy ạ, con tưởng là chú mấy chú trẻ hơn. Hôm nay trẻ hơn chứ làm sao con già đi được. Ô, hôm nay mọi người đúng là cái miệng không ai nhường ai. Rồi, bắt đầu nó chửi đó, miệng không ai nhường ai. Đấy, đúng rồi đó. Đây, bây giờ chúng ta sẽ... nhỉ? Chúng ta sẽ bỏ gọi là... cá mai chính hiệu là dưới biển lên luôn. Để con nướng thêm mực nhá, con nghiện món này đấy. Con nghiện món này đúng không? Nhưng mà con tranh thủ nhân dễ ăn cá đó nha con. Dạ. Gỏi cá mai cũng ngon xuất sắc luôn đúng không ta? Nhưng mà gỏi cá mai là mình phải bỏ xương. Đúng rồi, phải lạng ra. Đừng nói khoai mì nhà luôn nha. Đúng rồi, khoai mì trồng đối diện nè. Đối diện ý. Ủa hả? Vậy hả? Cái lúc buổi sáng. Trồng khoai mì để ăn. Trời đất ơi. Cái gì khủng khiếp vậy Giang? Mì này mì gòn tiên. Lát lấy không? Lấy. Trời ơi, tôi nói tiên nghe tiên. Về tôi chỉ cho một chiêu đơn giản. Luộc hả? Ghé cơm. Bỏ vô làm cơm hả? Trời ơi. Con ơi. Hôm nay đã quá. Lấy cho anh Tuyên hai trái đu đủ. Con nữa, con đu đủ. Hai đu đủ bự sống để về cúng. Hai trái đu đủ bự ươm cho Linh Ca về ăn. Mỗi bàn mỗi bịch khoai mì. Trời đất ơi. Còn cái gì nữa lấy hết luôn đi. Lấy cái sổ đỏ đem cho. Mỗi lần tôi làm cục bảo tôi xuống đây không anh Tuyên? À ngầu cho anh thoải mái đó đúng ngầu không? Ngầu phải tự mình làm vậy đó. Idea chương trình đồ này ở kia xuống đây đó. Ừ, đúng đã luôn. Trời ơi, cái này chơi cho nó Tuyên. Ăn đây. Linh chờ con bé. Đây đây nè. Chú cứ ăn trước đi. Con gái được rồi con, đừng có nướng nữa, để chú nướng cho. Con nướng được, đây đây đây, nốt 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 con này xong rồi chú ơi. Nốt cái gì mà nốt. Con này món này chắc bánh bèo này chưa ăn bao giờ. Con chưa. Con mới ăn cái lẩu ếch lá rang à? À. Chứ con chưa ăn lẩu lẩu cá lá rang bao giờ. Có lẩu ếch, lẩu gà. Thích ăn lẩu mắm miền Tây lắm. Con thích siêu ngon. À. Đây. Con cá thì chấm cái mắm mặn này. Con xin. Nước thì húp, ăn bún thì bỏ vô. Dạ. Ngon quá Giang ơi. Ngon. Ngon. Con cá ngon. Thật sự ngon. Cái bữa mà con ra mắt là đáng lẽ chú đi mà tại vì chú sắp xếp việc không được. Dạ con có nghe nói. Hôm nay chú đi quay đúng không ta? Con nói thật ăn từ đầu đến cuối chương trình. Con thích ăn. Sao con vẫn giữ dáng được vậy? Con mê ăn lắm hả? Vâng con mê ăn. Con tập nhiều không? Đời này thì con không tập. Còn trẻ chuyển hóa tốt. Cỡ như chú đi. Ê, cỡ tuổi này hai anh em mình đúng nhôm nhách chứ nữa. Nhìn như con cò ma, nhìn gớm thiệt luôn á. Giờ còn đỡ đỡ nha. Con là mới vô nghề đây thôi đúng không? Chứ tụi chú cũng vô nghề lâu rồi. Hai năm. Là bao nhiêu năm ạ? 17 năm. Nói chung là ở cái nghề mình có một cái vấn đề mà mình hay gặp nè. Mà mỗi người lại có một xử lý khác nhau là khi mình gặp drama. Dạ. Ừ. Gặp vấn đề về về ấy. Chắc chắn ai cũng phải trải qua ít nhất một lần. Con nghĩ không phải một lần đâu mà nhiều lần đấy. Nhiều. Con bị nhiều luôn đấy chứ. Ừ. Quan trọng là cái cách nhìn nhận của mình như thế nào mà mình xử lý nó làm sao. Im lặng rồi mà bước đi thôi đúng không? Im lặng để gì thôi. Nhưng mà bây giờ con nghĩ là ý là con chịu được những cái áp lực kém hơn lượt trước. Kém ở đây là không phải không chịu được mà con dễ bị suy nghĩ hơn hồi mà con còn nhỏ ấy. Không, con phải tập cái tính bỏ qua hết. Con cũng có cái tính bỏ qua nhưng mà hồi xưa là kiểu gặp cái vấn đề đấy thì thôi, ví dụ là mình sai mình sẽ im lặng và sửa, em cũng sẽ không để ý quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà bây giờ con có thể suy nghĩ nó mỗi ngày nhiều hơn hồi xưa. Nếu mà con vậy là con là người ta thành công rồi, tại vì có nhiều bạn cố tình làm như vậy để mình tức, mà một cái con đã tức là người ta thành công. Nằm sai mình sửa. Đúng rồi, mình sai mình sửa. Cái nào mình đúng thì đừng đôi co. Không, con không. Ngày xưa bị cái đó không? Bạn đâu co hả? Ngày xưa mỗi lần mà đọc tin nhắn cái cảm giác nó bị tức, bị bực á. Có đôi lúc đôi co lại. Cái tự nhiên đến một khoảng thời gian nào đó cái tự mình nhận ra không nên.
đừng đâu coi khán giả. Gần như là con ừ. Kể cả lúc mà con bị chửi nặng nề nhất con cũng chưa đôi co về. Tại vì họ là người công chúng. Dạ. À mình là người công chúng. Mà họ là gì? Họ được quyền làm điều đó. Dạ. Tại vì mình bị tức, mình không có mà mình họ mình bị nói xét, mình có quyền phán xét. Ừ. Bởi vì mình là người công chúng, mình trốt mang thân phận người công chúng rồi. Đúng rồi, từ sau này mới ngộ ra được điều đó. Đừng đôi co. Cho dù họ đúng hay sai thì mình cũng đừng đôi co. Bởi vì mình đâu co ra là mình đâu phải là nghệ sĩ nữa. Dạ. Lúc đó mình bị dở. Chú cũng đã có từng lúc đôi co với bà Hạnh nào? Có chứ. Không phải là đâu có gì kinh khủng lắm nhưng mà dạ. Cảm giác mình nói mình bị quen á, cái mình bị tức á. Dạ. Nhớ có thời gian không? Mình gọi cho Giang á là thôi bây giờ cứ im lặng, sai chỗ nào sửa chỗ đó, không đâu co. Có thời gian chú cũng gọi Giang đó vậy mà. Con đường mình đi. Chính ra chú Giang làm với cả rất nhiều tất có nghĩa là làm việc với rất nhiều tất cả các anh chị các bạn trẻ luôn ấy nhỉ. Nhiều lắm. Phải nhiều siêu nhiều luôn. Trẻ lớn gì cũng có. Giang dự tính sắp tới có làm một cái phim rạp gì không? Quà Tết Bắp Má. Quà Tết Bắp Má. À là mọi thứ đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Con cũng được mời đi cast nhiều phim lắm má, xong rồi con trượt. Con cứ vào vòng đến final là sẽ có một lý do gì đấy con trượt. Chưa có gì không con? Không sao cả. Con mới 21 tuổi rồi. Dạ. 21 tuổi là tụi chú chưa biết làm gì luôn á. Học trong trường hả ta? Đúng rồi. Bây giờ lúc này mà có đầy đủ tất cả mọi người như lúc sáng thì con nghĩ cái không gian ở đây nó không còn chill như này nữa. Nó sẽ một náo không nhiệt. Gian khác. Nó ồn ào liền. Ồn. Ồn. Không, nhưng mà nếu hồi sáng mà ồn thì nhất là anh Phát là. Mặc dù là con cùng team anh nhưng mà anh ồn. Không mà nhưng vui. Chưa tròn vậy mới vui chứ. Phát là nhảy lắm nha. Ngồi tìm miếng hoài luôn á. Trời ơi, anh ấy rất là chăm chịu khó tìm miếng. Rất dễ thương. Một lúc con không thấy anh ấy đứng ở góc cạnh con là thấy anh ấy đang nhìn mọi người, xong anh sẽ tính chiêu, tính một cái trò gì đấy. À, trộm vía ở đây con thấy không có muỗi nhỉ? À, mùa này không có. Có mùa cũng có. Bình thường có xịt muỗi không? Thỉnh thoảng thôi. Con theo nghề năm bao nhiêu tuổi ca? Có khi là con được mọi người biết đến á. Là con khoảng 7 năm trước. Là lúc đấy là khoảng tầm 14 tuổi. Con mới đi hát đây thôi chứ gì đúng không? Hồi xưa con làm mẫu ảnh thôi. Mẫu ảnh. Để nhớt được. Dạ. Này mới đây mình nhanh, hôm nay tập cuối cùng rồi. Chiếu sau cảm Tết. Giác làm sao? Cảm giác của chú thế nào? Mỗi số đều có một cái kỷ niệm khác nhau đúng không? Đúng rồi, buồn buồn. Lát nữa mọi người về hết rồi cái mình một mình. Anh em mình là vậy ha. Giang có mê sushi không? Có chứ, hai chồng cũng hay đi ăn chứ. Ừ. Sashimi. Bữa nào gom anh em mình lại cái ha. Ừ. Hẹn bữa cái ăn. Mà ăn sashimi nhiều hơn sushi. Trời ơi tuyệt vời rồi. Bên tôi bao tươi. Ờ. Bữa nào rủ anh em đi qua dứt bữa. Nào rủ Nam Thư rồi đó. Ừ đúng rồi. Dạ anh Đạt. Linh Ca. Linh Tinh được. Linh Thiêng ạ. À. Thích rồi. Nghe người danh muốn đi tu ghê không? Cảm ơn hai bạn đến đây ngày hôm nay. Cảm ơn Giang cảm đã cho anh em có một cảm giác trải nghiệm rất là tuyệt vời. Một ngày đi quay con sẽ không bao giờ quên nhỉ? Quên những cái cú mà chú đè con xuống chú đập vô đầu con này nọ hả? Không quên được ạ. Càng không quên. Giờ hỏi này, năm bao nhiêu tuổi sẽ lấy chồng? Con chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng luôn á. Con muốn làm việc trước tại vì con vẫn thích nghệ thuật, vẫn thích nghề hát, nhảy rồi diễn viên. Không phải 21 hả? 15 năm nữa lấy chồng cũng được. Đúng rồi. Chị có như gì chị con không lấy chồng nữa mà. Nghe được chắc buồn quá. Giờ lựa chọn nha. Dạ. Một là mình yêu cái cậu đó nhưng mà không được đi làm nghệ thuật. Con sẽ chọn làm nghệ thuật. Rồi còn cực với nhiều cũng chịu hả? Dạ. Ngày xưa cũng có một bạn nói với tôi vậy đó. Bây giờ anh đừng làm nghề nữa, anh bỏ nghề đi. Anh về em lo cho anh hết tất cả. Trời ơi, nhỏ nào hả? Tôi chửi liền. Chửi luôn hả? Chửi liền. Nhỏ nào gan vậy? Ừ, nghĩ sao vậy? Mà nó già thiệt. Hôm nay là tôi ngồi với bạn tôi với lại nhỏ cháu Linh Ca, là một cô cháu rất là trẻ, sinh năm 2002. Dạ. Nghĩa là năm nay chỉ mới 21 tuổi thôi. Mọi người biết rồi thì cái việc mà theo đuổi nghệ thuật ở một lứa tuổi nhỏ như cháu thì nó sẽ có nhiều cái sai phạm và cái vấp ngã. Dạ. Tại vì thứ nhất là cái nhìn nhận về như nó chưa có sâu. Dạ. Thứ hai nữa là cái điều mình muốn làm á và cái điều mình phải làm là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cho nên là con cứ cố gắng thôi mọi người, khán giả luôn mở vòng tay, con yên tâm. Dạ, đến con sau một khoảng thời gian thì con cũng cảm nhận là như thế. Chứ chú hồi xưa chú cũng phạm sai lầm, rồi chú cũng cay đắng một mình chú đó, rồi chú cũng gọi là nhìn nhận lại những gì mình sai với chú không đôi co. Dạ. Cho nên khán giả thương chú và chú khán giả mở vòng tay cho mình thôi. Chứ còn nếu mà mình đôi co mỗi ngày, mình luôn nghĩ mình đúng hay là mình
không công nhận những cái điều người khác góp ý á, thì cái đó là từ đúng thành sai là có. Càng chết á. Cho nên thôi, khán giả luôn là những người yêu thương nghệ sĩ lắm. Con nghĩ là khán giả họ cũng có rất nhiều cái nhìn công tâm á. Nếu mà mình có như nào thì họ nói như thế, mình sẽ chọn lọc những cái mà mình thiếu và thay đổi thôi, thay đổi mỗi ngày. Nhưng mà con không chọn cách là phản kháng hay là đôi co lại với khán giả. Nó không là điều không nên. Khán giả mong thích là tất cả. Khán giả mong thích rồi chứ có đi ngủ. Khán giả đúng là nguồn sống của mình đó. Dạ đúng rồi. Không thể là con thấy là chú Giang với cả tất cả các bạn nghệ sĩ trẻ hay gì, chú Giang đều rất là chào đón ý. Có nghĩa là mọi người cần hỗ trợ, tạo điều kiện, hỗ trợ và tạo điều kiện để cho mọi người phát triển. Tại vì hồi xưa chú cũng được tạo điều kiện, không phải bây giờ chú trả lại những gì chú đã từng được, nhưng mà tại vì chú không sống ngược lại với cái điều chú đang có trong người. Hồi xưa trong sân khấu trẻ, dàn trẻ là có chú, có chú Tuyên, có chú Đạt, chú Hứa Minh Đạt á, chú Đạt là chồng của chị Lâm Vĩ Dạ, có chị Nam Thư, rồi một vài bạn nữa, nhưng mà có nhiều bạn thì không làm nghề nữa. Đó là được những anh lớn trao cơ hội cho mình làm. Dạ. Thì bây giờ mình trao lại. Thì anh Tuyên á là cũng một trong những người mà gọi là cũng là chú là cũng rất là nể phục, là vì sao? Vì ngày xưa anh Tuyên là một người biết mình không bằng những người còn lại. Nhưng mà anh Tuyên nỗ lực mỗi ngày, sau này mới có anh Vi Cá, có nhà, có xe, có vợ, có con. Là nghề dạy nghề là có thật. Mình biết mình là không tốt ở cái mảng nào thì mình sẽ làm mảng kế bên. Con hiểu không? Chứ không có nghĩa là mình biết mình không tốt cái mình cắm đầu vô là không có. Mình phải biết. Nó ví dụ như mình không tốt về hát thì mình sẽ chuyển qua nhảy. Mình nhảy được thì mình sẽ diễn. Nhưng mà mình có một lòng đam mê, mình có một niềm tin và mình cần cù lao động. Tôi có một quan niệm như đó, cứ đam mê, cứ sống hết mình đó là nghề, chắc chắn không thổ sẽ không bỏ mình. Tự nhiên cái mình vạch đi một cái hướng đi đúng đắn cho bản thân mình như đó. Chú Giang nói đúng, là chú ý thức được một điều là chú không bằng được những giống như cái lứa của anh Đạt nè, cái lứa của Giang nè, thì chắc chắn là chú không bằng rồi, không có duyên bằng không này nọ. Chú thấy được điều đó. Cái duyên thì em trời cũng cho rồi. Cho chú lo bạn con ích kỷ vậy. Đâu có, bé hỗ trợ giùm chú con. À đây luôn, xin lỗi bạn. Trời ơi. Cái duyên làm nghề là cái ông trời cho và tổ nghề chọn, nhưng mà việc của mình là cố gắng và nghiêm túc những cái gì mình chọn. Với lại con phải đừng để thời gian rảnh này. Hồi xưa là tại vì tụi chú nó bỏ quá nhiều cái thời gian cho việc ở không. Đúng rồi. Từ cái năm 20 tuổi là lên thành phố Hồ Chí Minh. Xưa bị ham chơi. Là khoảng năm 2001 đó, con hiểu không? Dạ. Là lên nó bị gọi là vô định. Nghĩ dĩ nhiên là mình cũng muốn học được sân khấu, nhưng mà những cái ngày tháng mình đi học á, mình không có hết mình. Mình không có toàn bộ sức lực. Mình cũng có lãng chỗ này, mình cũng có lãng chỗ kia. Tại vì thời điểm đó thực ra là nó cũng không có social mạng xã hội nhiều như bây giờ. Cũng chả biết làm gì ngoài cái việc là đi học. Đúng rồi. Rồi còn lại đi chơi với bạn bè. Chỗ nào mà người ta có cái gì cái mình chạy tới mình coi kịch thì có. Nhưng mà nó không có gọi là đầu tư hết đam mê vào đó. Đúng. Con bây giờ nó khác là vì sao? Vì con xinh, con hát được, con nhảy giỏi. Và hiện tại nó dễ tiếp cận khán giả hơn. Đúng. Cho nên con hãy tập trung tất cả mọi thứ cho những cái ngày tháng rảnh rỗi. Con cũng không muốn con có thời gian rảnh rỗi, nhưng mà nhiều lúc con vẫn thật sự là nhiều lúc vẫn không biết là mình làm này có đúng hay không, là con lo sợ rất là nhiều về những cái mà hiện tại con đang làm. Con cũng không biết là nên làm như thế nào để cho bản thân mình mới hơn. Chú nghe nói là con có sáng tác nhạc cho con nữa phải không? Dạ con có. Dạ, con mới tập. Ừ. Nhưng mà chú nghe nói là... chú nghe thiên hạ ta đồn. Đó, cứ nỗ lực, cứ cố gắng qua từng ngày vậy đó. Chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ con thấy các bạn trẻ bây giờ giỏi quá. Các bạn trẻ chắc con không trẻ hả? Con nói con đang chửi mặt hai chú á hả? Con nói câu đó là tụi chú thuộc dạng nào, lão hả gì? Lẽ chú đẹp với lão này chứ, ập đầu chú luôn cho rồi. Sống làm gì nữa, khi một đứa trẻ nói là các bạn trẻ bây giờ giỏi quá. Thôi mấy chú mới giữ. Nó tranh 2-2. Ừ. Nó nói các bạn trẻ bây giờ giỏi quá. Ý cháu là các bạn trẻ bây giờ chăm chỉ, cần cù và tiếp cận nhiều thứ nhanh. Mọi người tiếp cận được nhiều. Còn mấy bạn già như mình thì... Không, các chú là khác rồi. Các chú là... Gì cũng nói được ha. Hay. Trước rồi. Không, các chú cũng phải học theo tụi con á. Không biết ra làm sao nha. Chứ tôi là... Tôi lại thích chơi với mấy đứa trẻ này nè. Tại vì mình không chơi tụi nó, tự nhiên cái đầu mình bị lão, bị mù á. Ừ, thôi kệ con. Cứ cố gắng mỗi ngày là được. Thôi vô. Chút khi mình về mình vô cái. Vô. Dạ. Hôm nay được chơi nè. Được ăn uống nè. Được trò chuyện nè. À. Chúc cho cái sự nghiệp, công việc của tất cả chúng ta nó đều được khán giả yêu thương, đúng, và luôn đúng. Chào đón ha. Dạ. Luôn có rồi. Tiếng vỗ tay, những cái nụ cười, sự bao dung của khán giả. Dạ. Ok, cảm ơn bạn. Chúc gia đình tất cả chúng ta đều vui vẻ, hạnh phúc.
Cái này về là món gì ngon hả chú? Này là con hấp nước cốt dừa. À hấp đúng nước rồi. Cốt dừa. Hoặc là con bỏ vô cơm. Này của bạn Tuyên. Hai thứ kia chắc chắn là của Linh Ca rồi, của con đây, rồi. Đây là đủ đủ với lại khoai mì. Sung sướng quá. Con xin. Rồi đi thôi. Chương trình thật tuyệt vời. Tất cả là cây nhà lá vườn hết nha. Cây nhà lá vườn. Chú ơi, cái này đu đủ về con ăn được luôn nhỉ? Được luôn. Con bào, con làm gỗ đu đủ cũng được, con để nó chín cũng được, tại nó già rồi. Rồi, để ghé phòng con lấy cái vali luôn. Để chú cầm hộ đó cho. Chú cầm hộ dạ. Đi. Có cần chú phụ không? Con bê được ạ. Đi. Hay quá, con đàn ông quá. Trời, con kém giờ hư vali hết sao? Không, vali dởm đấy ạ. Vali dởm. Vali dởm nha. Ở người Bắc người ta không dùng chữ dởm. Đều. Vali đều. Vali đều. Đây, xe đã đến. Trời ơi, tàn, chưa tàn, hề tàn, có cuộc chia ly. Giờ ngày chia tay nhau đã đây. Đã đây rồi bạn ơi. Đây, chứ bỏ lên nha. Không rất cần những chương trình như thế này nha. Dạ. Anh em được ngồi trò chuyện tâm sự. Vào đây. Con gái lên đi nào. Dạ. Ok, lên thôi lên. Rồi, lên thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Con cảm ơn chú Giang. Rồi. Bye bye chú. Bye bye bạn. Bye bye bạn. Mạnh khỏe nha. Rồi, tạm biệt. Gặp lại sau. Tạm biệt. Chào bắt tay nha. Bye bye cả nhà. Bye bye, bye, bye nhà trò Destiny. Bye. Bye anh em ekip nha. Như vậy là một mùa nữa đã kết thúc. Và mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đến với nhà trò Destiny. Nơi đây không có gì cao xa nhưng mà có tất cả tình yêu thương dành cho nhau. Cảm ơn tất cả mọi người. Vào trong thôi. Alo. Mẹ hả? Dạ. Ông ơi xong chưa? Mới giờ xong mọi người về hết rồi. Dạ. Nhanh ghê mới được hết mùa 2 rồi. Ôi người về hết à? Không ai ở lại chứ ba hả? Không có ai ở lại hết. Mọi người về. Vậy ba đâu rồi? Đâu có ngồi cái quy đâu. Phát la đâu? Phát la đi đi công việc luôn rồi. Đi từ chiều rồi. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Thì chạy số mà. Ủa con ngủ với em? Con đang uống xong sữa là ngủ liền á ba. Đâu để tin đi đâu? Con mới đi vu vu hả? Dạ. Hôm nay con đi con chơi có vui không? Dạ. Mai ba về ba dắt con đi chơi nha. Cho con. Ba về tóc cho con. Ba về bắt tóc cho con hả? Ủa tóc con dài rồi hả? Rồi. Tôi đi làm mà tóc con tôi dài tôi không biết luôn. Mai ba về bắt tóc cho con nha. Dạ. I love you. Mai ba về. Ủa gì tối nay ba không về hả? Ba mắc cười thế. Ba để tóc cái gì mắc cười thế? Trời ơi tóc ba về là mắc cười á hả? Vậy mà người ta nói ba không mắc cười con. Con có thương ba không? Có thương tôi không? Gật đầu hả? Phải nói được hoàng hai. Ba có thương tôi không? Ok. Bye bye con. I love you. Bye bye ba. Tổ lô. Cái tên đi tổ lô. Ok. Nói mẹ ngủ sớm cho con ngủ sớm cho em ngủ sớm nha. Nói mẹ cho em ngủ sớm nha con. Dạ. I love you. Em cho con ngủ nha em. Dạ giờ con uống sữa xong là ngủ liền ba. Dạ. Ok bye bye dạ. Con dạ, tới bye bye em. Bye bye ba. Ok dạ. Thank you.